Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Cáo Yuri. Thì hôm nay như đã giới thiệu từ trước, mình sẽ sử dụng chương trình Photoshop để vẽ lại cái app Minion mà đã vẽ bằng chương trình Illustrator lúc trước. Thì với Photoshop nó có nhiều cách để mà thực hiện hơn là Illustrator. Thì mình sẽ dùng cái cách đơn giản nhất là tô màu, thay vì dùng những cái lệnh phức tạp. Để chúng ta bắt đầu liền ha. Đầu tiên thì mình sẽ bật chương trình Photoshop lên. Chúng ta sẽ tạo một cái trang giấy trắng mới, Ctrl N ha. Thì mình sẽ chọn cái khổ bự bự một tí. Ok. Rồi mình sẽ lấy cái mẫu cũ bên Illustrator mình bỏ qua cho dễ, cho các bạn dễ hình dung thôi. Rồi, chúng ta chờ một tí để mà cho cái chương trình nó chuyển mã lại với nhau. Ok. Rồi, mình sẽ tô cái nền background này bằng một cái màu tối tối cho dễ nhìn ha. Ok, thì việc đầu tiên vẫn là mình sẽ lấy một cái tỷ lệ của cái Gill app này ha, để mà mình vẽ lên. Mình sẽ chọn công cụ vẽ hình vuông, bo góc. Rồi, mình sẽ vẽ ra như thế này. Thì cái góc của mình hiện giờ đang là 10 pixel, mình sẽ cho tăng lên khoảng là 50, rồi mình đầu vẽ lại. Vẫn chưa đủ. À, góc mình rất là rộng ha. Khoảng 150 pixel. Rồi, chính xác luôn, 150. Rồi mình sẽ tạo một cái trang giấy trắng mới và mình fill cho nó một cái màu nào đó bất kỳ. Rồi bây giờ mình không cần cái gill nữa, mình sẽ bỏ cái gill đi. Ha, mình đã có cái vùng chọn cái hình này rồi, tại vì đang trùng màu với nền thôi. Mình sẽ có thể tô lại màu trắng cho dễ nhìn ha. Ok. Rồi, thì ba cái màu góc, ba cái màu mà mình có hướng dẫn ở bên cái trang web ở bên lúc mà xài chương trình AI á, một màu, hai màu, ba màu này đều có mã màu hết rồi ha. Các bạn có thể bật lại chương trình bên vẽ bằng Illustrator á để mà coi lại ba mã màu đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy vùng chọn của cái màu trắng này và ở đầu mình lấy màu của thằng này và mình tô vô. Mình lấy brush và mình tô vô ha. Sau mình lại tiếp tục lấy màu của này và mình thu nhỏ brush lại một tí, mình sẽ tô phân nửa như thế này. Nè. À, tất cả những cái công đoạn mình làm đều dùng brush hết ha, rất là đơn giản. Chỉ các bạn chỉ đơn giản là lấy và tô màu vô thôi chứ không có làm gì nhiều á. Thật ra nó có cách để mà tô khác nữa. Có một cách tô khác nữa và sử dụng lệnh. Chúng ta có thể thay đổi và chỉnh sửa lúc sau nếu như muốn. Ha, nhưng mà do cái những cái bài học này mình muốn tiếp cận đến đối tượng là những cái bạn mà chưa làm quen nhiều với Photoshop cũng có thể làm được thông qua hướng dẫn này. Ok. Rồi. Thì ở đây mình đã có cái layer màu này rồi, bây giờ mình bắt đầu đến cái phần vẽ cái mắt kính cho cái con minion này. Ha. Rồi, mình sẽ lấy màu xám. Vẽ một cái đường bắt tròn ra. Mình sẽ tô cái đường bắt đó. Rồi, tiếp tục mình lại lấy cái vùng chọn của nó và Transform Selection để mà mình thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ vùng chọn rồi, mình nhấn Enter và nhấn nút Delete thì nó sẽ còn cái viền ngoài cho mình thôi. À, đơn giản ha. Rồi, tiếp tục mình lại lấy vùng chọn của cái vòng tròn này và mình vẽ một cái. À, quên. Đầu tiên các bạn click đôi chuột phải chúng ta, click đôi cái layer lên. Mình sẽ chọn layer style cho cái vòng tròn này. Đầu tiên là mình sẽ là chớp. Chớp mình sẽ chuyển xuống còn 1 đến 2 pixel. À, tùy bạn muốn cho cái viền nó đậm hay là không đậm, mình sẽ để là 1 pixel. Và giảm opacity xuống còn khoảng 90% hoặc là 80% đó, nhấn ok. Rồi. Tiếp tục.
Mình lại chọn một cái vòng tròn như thế này ha. Cái vòng tròn như thế này rồi mình canh đo sao cho nó nằm ở cái khúc này. Rồi mình lại tiếp tục tạo một cái layer mới, mình nhấn brush, mình thu nhỏ lại và mình chọn chọn group mờ. À, mình sẽ tô nó là màu màu trắng, chúng ta nhấn enter là nó tự động tô màu trắng cho chúng ta ha. Rồi canh chỉnh lại như thế nào đó. Control T để fit trên form và thu nhỏ lại một tí, ví dụ vậy. Rồi canh sao cho nằm giữa, chúng ta có thể nhấn phím mũi tên để mà di chuyển liên tục, để di chuyển liên tục cái này để mà canh sao cho chính xác nhất từng bức xe một. Rồi mình sẽ giảm opacity xuống còn khoảng 70% ha, 70%. Rồi mình lại tiếp tục lấy vòng tròn của cái vòng tròn màu xám, mình tạo một layer mới, mình cho nó là clipping mask, layer phụ thuộc vào layer, là vào phần ở dưới. Rồi mình lại vẽ một cái bóng trắng như thế này, thì do chúng ta đã có vòng tròn rồi, vì vậy khi mà vẽ ra ngoài nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi bởi vì chúng ta đã vẽ, bởi vì chúng ta đã tạo ra vòng tròn rồi, giờ chúng ta có vẽ ra ngoài nó cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Thử ha, chúng ta lại tô cho nó là màu màu trắng, chúng ta chọn fill back và background color. Rồi sau khi mà đã xong như thế này, chúng ta lại chọn filler, chọn blur, chọn gaussian blur. À, chúng ta sẽ tăng tăng cái độ tăng độ mờ của nó lên để mà xem thấy ưng ý rồi chúng ta sẽ nhấn ok. Rồi tiếp tục những cái bước như vậy mà chúng ta lại làm thêm những cái dưới. Thì đối với cái chương trình Photoshop này á, nó sẽ không không có tách tự tách layer mà chúng ta phải tạo từng layer. Thì trong cái trường hợp này mình không có sử dụng nhiều một cái bóng, mình không sử dụng nhiều layer cho bóng mà mình sử dụng đúng một cái layer cho cái bóng trắng này. Tại vì sao làm như vậy? Tại vì nếu như một người nắm rõ được cái bức hình của mình làm những bước nào, nắm rõ được là quy trình như thế nào và mình chắc ăn được là mình sẽ làm được cái đó, thì các bạn hãy làm như vậy ha. Tại vì hồi nãy mình ví dụ rồi, vì vậy bây giờ nếu như mà mình vẽ thêm một bóng trắng ở đây mà nó là nét cứng, mình chưa blur thì tự động cái này nó sẽ bị blur nữa, vì vậy mình phải tạo một cái layer mới ha và tiếp tục cho nó phụ thuộc vào ở dưới. Rồi mình sẽ vẽ tiếp tục những cái bóng còn lại thay vì mình dừng lại và tô bóng ha. Rồi những bóng trắng còn lại mình sẽ vẽ đây. Nếu như bạn nào đã coi cái bài hướng dẫn vẽ trái táo của mình thì các bạn sẽ khá là biết rõ cái bước này. À, trái táo cũng tạo cái bóng từ những cái bước như thế này thôi. Rồi chúng ta lại chuột phải chọn feedback, nhấn enter. Rồi filter chọn blur, gaussian blur. Ok. Rồi vậy là chúng ta đã có một cái vòng tròn mắt kính mà bóng bóng rồi, nhìn nó rất là hấp dẫn ha. Tiếp tục mình lại tạo một cái layer mới nằm ở dưới cái vòng tròn này và mình sử dụng cái hình vuông mà có bo đầu tròn lại ha. Đó, nó cũng giống như kia thôi. Ok, mình lại tạo dùng vùng tròn cho nó, mình tô hai màu trắng hai bên, ấy mình tô một màu trước đã. Đó, rồi mình lại lấy một cái màu hơi đen đen và mình tô ở đây, rồi mình lấy lại màu trắng tô ở đây. Công đoạn này rất là dễ, các bạn chỉ việc lấy brush rồi các bạn tô thôi. À, rồi mình sẽ tô tạo cái độ bóng cho nó. Ok, xong đó rồi, xong sau đó mình sẽ cho lít đo chuột và chọn cho nó là chớp, mình sẽ đặt chớp nó là một. Rồi mình sẽ để ở đây ngay góc này ha. Rồi chúng ta nhân ra, khi xoay các bạn xoay đè thêm nút shift thì nó sẽ xoay đúng cái góc 45 độ cho mình ha. Rồi sau khi thấy gắn ok rồi, chúng ta sẽ copy ra và Ctrl T chọn Flip Horizontal, thì lúc này nó sẽ tự động
quay một cái góc đều ngay ngay đối diện cho chúng ta. Rồi ở đây mình sẽ chọn ba thằng cùng lúc, mình chọn Control T, chọn Flip Vertical. À. Rồi thì cái bây giờ chúng ta đã xong được ba cái đinh ốc gắn cho cái mắt kính này. Rồi các bạn nhìn ở trên bảng layer ha, bây giờ nó nhiều lắm rồi. Thì cái layer chính của mình copy ra rất là nhiều, thì đây là cái bộ đinh ốc 6 con, mình có thể nhấn Ctrl G để group lại. Rồi tiếp tục. Mình lại tạo một cái layer mới và mình vẽ cái chốt cho cái mắt kính ha. Rồi. Chuyển nó thành vuông tròn và mình tô màu vô. Mình sẽ cho nó một tí màu xám vô. Ok, vậy vậy. Rồi mình cũng sẽ chớp cho nó là 1 pixel. Copy ra. Rồi. Thì mình lại có một cái miếng đặt ở giữa. Lấy pen ra mình vẽ cho nhanh. Rồi tiếp tục tạo một layer mới và tạo vòng tròn để tô cho nó. Rồi giờ mình sẽ gom ba thằng lại với nhau luôn để lát khỏi phải dương vấn. Căng kéo đo chỉnh như thế nào đó là tùy mỗi người ha. Rồi mình sẽ copy qua bên này và mình lật ngược lại. Ok, rồi mình lại cho một cái dây màu đen ở đây. Bạn có thấy là mình sử dụng pen rất là nhiều cho cái việc vẽ này, thì công cụ pen giúp rất nhiều cho cái việc vẽ ha. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta vẽ được những cái hình ngay ngắn, không bị hư hại nhiều. Ok. Rồi thấy ổn hết rồi thì chúng ta đã tạo layer và tô cho nó màu đen. Rồi thì copy qua bên kia và lật ngược lại ha. Ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tạo một cái bóng ở dưới cái mặt dưới cái tạo một cái bóng đen ở dưới cái mắt kính. Mình sẽ vẽ một cái hình bán nguyệt ở đây ha, rồi mình tô đen cho nó. Rồi tạo layer mới, tô màu đen và chúng ta tiếp tục blur cho nó, blur mạnh lên đừng mạnh quá. Rồi mình sẽ giảm opacity xuống, giảm rồi tiếp tục mình lại vẽ một cái tròng mắt màu trắng. Các bước vẽ những cái hình này nó cũng tương tự như ở bên Illustrator thôi, chỉ khác là các bạn vẽ bằng đường bắt và chúng ta tô màu thẳng lên đó chứ không có dùng cái không dùng là lệnh vẽ vector như là Illustrator. Rồi thì mình đã có một cái vùng này rồi, mình sẽ copy ra ha, mình kéo xuống dưới một tí, mình lấy vùng chọn của cái này và mình xóa cái thằng ở dưới đi. Thì sau khi xóa xong rồi á thì chúng ta còn lại cái miếng này. Đây rồi mình lấy cái miếng này và mình tô cho nó là màu màu tối. Rồi mình lại đặt cái mí mắt vô đây.
Rồi, các bạn có thể bóp nhỏ lại một tí, mí mắt lại một tí nếu như muốn. Ok, rồi, ở dưới cũng vậy, chúng ta lại copy ra một cái màu trắng này ha. Mình lại kéo lên một tí. Mình lấy vùng tròn của cái màu trắng, mình xóa đi cái thằng ở dưới. Rồi, mình xóa cái thằng vùng tròn thì mình lại có mí mắt ở dưới. Rồi, từ cái này thì mình lại tô cho nó là một màu vàng sáng. Vàng sáng, sáng lên tí nữa ha. Ok. Rồi mình lấy vòng tròn của cái mí mắt này mình tô lại xuống đây. Giờ chúng ta đã có hai cái mí mắt trên và dưới. Rồi tiếp tục mình sẽ làm cho xong cái phần mắt kính luôn ha. Ok, mình sẽ vẽ một cái hình nó bám như thế này. Rồi tiếp tục thêm một cái nữa và nó có đuôi cong như là như thế này. À, mình sẽ tô cho nó là màu, mình tạo một layer mới và tạo tô cho nó là màu trắng. Đúng. Tạo một layer mới, chuyển vùng tròn và tô nó là màu trắng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lơ cho nó. À, giờ đây chúng ta sẽ lơ nhẹ thôi. Ok. Rồi, tạo tiếp tục một cái màu trắng đục ở bên này. Để giống như là nhìn như cái mắt kính vậy. Rồi, tô cho nó màu trắng và chúng ta sẽ giảm opacity. Rồi, về phần con mắt. Chúng ta là tô một cái vòng tròn màu đen ở đây. Tạo một layer mới và tô nó là vùng tròn màu đen. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó nằm ở trên cái con mắt màu trắng đây, màu trắng mắt màu trắng đây, thì cho nó phụ thuộc vào cái con mắt màu trắng, thì cái vòng tròn màu đen chúng ta vẫn được giữ ha, chỉ là vị trí chúng ta sẽ được cải thiện thôi. Ok. Do đây là Photoshop vì vậy chúng ta có thể tận dụng những cái rồi chúng ta search eyebrow color ha. Và kích thước bự một tí, chúng ta sẽ lấy cái con mắt này, sao mờ dữ ta, kệ nó không sao đâu, chúng ta sẽ lấy về thu nhỏ lại. Rồi chủ yếu là mình cắt cái phần này ra để mình lấy cái tròng mắt ha. Vì vậy mình sẽ dùng cái vùng tròn tròn và mình cắt cho nó đều đẹp, lấy nguyên miếng này ra. Control C, Control. Đứng trên đúng lơ ha, Control C, Control V. Rồi mình có thể bỏ này đi rồi. Giờ mình có thể gắn cái con ngươi này vào bên trong cho nó phụ thuộc vào và gắn cái con ngươi này vào trong này. À, rất là đơn giản ha. Ok, tiếp tục vẽ một cái dấu ở đây. Chúng ta sẽ tô nó màu màu đen. Tạo một layer mới và tô nó màu đen. Rồi sẽ blur cho nó ha, tự tạo cái bóng. Trước khi blur chúng ta nên copy ra, Ctrl C, Ctrl quên. Chúng ta nên copy thành một layer mới ha và chúng ta bắt đầu blur cái layer kia. Rồi. Cái layer mà chúng ta mới copy chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí và làm cho nó thành cái khóe miệng. Ok, cũng từ cái này chúng ta sẽ copy ra và tô cho nó là màu màu trắng. Rồi, chúng ta thu nhỏ một tí nữa và chúng ta blur nhẹ đi một tí. Ok. Rồi, để lên. Vậy là xong. Chúng ta đã xong cái bài vẽ app icon mỹ nhân bằng Photoshop. Chúc các bạn có một cái bài học thật là thú vị thông qua cái video clip này. À, hãy nhấn subscribe để mà theo dõi tiếp những cái bài thú vị khác cũng như những cái action hấp dẫn khác mà mình sắp sửa up lên.
tạm biệt các bạn.